Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Như các bạn đã biết, Samsung đã chính thức ra mắt bộ đôi sản phẩm Galaxy Note 20 và Note 20 Ultra. Đấy, ở Việt Nam ấy, thì chúng ta sẽ có là Note 20 Ultra và Note 20 Ultra 5G nữa. Đấy, nhưng mà cái phiên bản 5G với cả phiên bản Ultra 4G thì nó sẽ khác nhau ở chỗ là phiên bản Ultra 5G là nó sẽ có RAM 12GB và nó sẽ có thêm 5G. Đấy. Và mức giá niêm yết thì rất nhiều bạn phản hồi lại là loanh quanh tầm 25 cho đến 33 triệu thì mình thấy là mức giá đó khá là cao. Đấy, tuy nhiên bây giờ khi các bạn mua hàng tại Cellnet thì các bạn cứ cầm điện thoại lên. Đấy, cầm cái Note 10 lên chẳng hạn này. Alo Cellnet à, tôi muốn hỏi là bây giờ nếu mà tôi muốn mua Galaxy Note 20 hoặc là tôi muốn mua Galaxy Note 20 Ultra thì nếu tôi không nhận quà thì giá cuối cùng các bạn để cho tôi là bao nhiêu? Đấy, thì nhân viên họ sẽ trả lời bạn như sau. Đấy, tầm là như này này. Giá cuối cùng sau khi trừ đi hết quà của Galaxy Note 20 sẽ rơi vào khoảng 20.490.000 đồng. Và giá cuối cùng sau khi trừ đi hết quà của Galaxy Note 20 Ultra sẽ là 24.690.000 đồng. Nghĩa là người ta cứ cho như là tầm khoảng 20 triệu rưỡi và khoảng 24 triệu rưỡi đi, kiểu như vậy. Vậy thì cái thời điểm này chúng ta nên mua Galaxy Note 10 với cả Note 10 Plus để tiết kiệm, hay là chúng ta sẽ thoải mái tiền để chúng ta lên hẳn Galaxy Note 20 và Note 20 Ultra? Mình sẽ phân tích cho bạn ngay trong video ngày hôm nay. Thế đầu tiên là chúng ta phải biết được xem là giá bán của Galaxy Note 10 và Note 10 Plus là bao nhiêu. Thì hiện tại mình có tham khảo tại Cellnet thì giá bán của Samsung Galaxy Note 10 đang rơi vào khoảng 14.6 triệu, còn Galaxy Note 10 Plus là khoảng 18 triệu. Như vậy là Note 10 Plus chúng ta sẽ phải so sánh sao với Note 20 Ultra ấy, thì là hai dòng này lệch nhau khoảng 6.6 triệu, còn Note 10 với cả Note 20 thì sẽ lệch nhau khoảng 6.5 triệu. Nói chung là cứ loanh quanh tổng trên dưới 6.5 triệu đi. Những cái điểm gì khác biệt của những dòng Note mới so với những dòng Note năm ngoái là gì, chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Bây giờ mình sẽ so sánh trước là Note 20 Ultra sẽ có những cái cải tiến gì so với cả Galaxy Note 10 Plus. Đấy. Thứ nhất đó là nó sẽ có một cái thiết kế mới hơn, mặt lưng nhám, chúng ta cầm vào nó sẽ bám tay hơn. Đấy. Màn hình thì nó sẽ có một cái tần số quét nó cao hơn, là tần số quét của nó là tần số quét 120Hz. Hiệu năng của nó sẽ tốt hơn. Đấy, mặc dù là chip Exynos, mình nói luôn là nhiều bạn ở Việt Nam là bạn không thích đâu. Đấy, nhưng mà nói gì nói, chip Exynos 990 của Note 20 Ultra vẫn ngon hơn là chip Exynos của Note 10 Plus. Đấy, về camera thì chắc chắn rồi sẽ có cải tiến hơn, bởi vì camera của nó lên tới 108 megapixel và có thể có camera tele 5x và zoom hybrid 5x. Đấy. Thời lượng pin là mình nghĩ là cái khoảng thời gian sử dụng thì nó cũng xem như vậy thôi. Nhưng mà cái dung lượng ấy, thì cái dung lượng của cái Note 20 Ultra là nhỉnh hơn một tí, nó khoảng 4.500 so với 4.300. Nhưng mình nghĩ là thời gian sử dụng thì nó cũng xem như vậy, bởi vì sao? Vì nó phải gánh thêm cái màn hình tần số quét cao hơn. Vậy là với tất cả những điểm đó, từ thiết kế, màn hình, hiệu năng, camera, dung lượng, pin, thì rõ ràng nếu bạn nào mà có thoải mái tiền nhá, chúng ta thêm vào 6.5 triệu đến 6.6 triệu, thì đấy là một mức thêm mà mình nghĩ là cũng là tương đối là hợp lý. Bởi vì nếu mà lên đến 3 mấy triệu thì nó cao quá, chứ còn lên đến 6 triệu lên đến tầm khoảng thêm có 6 triệu mấy nữa thôi, thì mình nghĩ là những bạn nào mà sử dụng dòng Note, các bạn hoàn toàn có thể cố lên được. Bởi vì sao? Bởi vì dòng Note là dòng dành cho doanh nhân, mà mình nghĩ là doanh nhân đôi khi đi mua điện thoại người ta không cần phải ý quá nhiều đến vấn đề về tiền bạc đâu. Thế còn đối với cả Galaxy Note 10 với cả Galaxy Note 20 thì chúng ta sẽ có những điểm gì? Đấy là cái thiết kế, thì thậm chí là mình thích cái chất liệu của Galaxy Note 10 hơn này. Bởi vì chất liệu của nó là kính và kim loại, chứ mình lại không thích cái mặt lưng nhựa của Galaxy Note 20. Đấy, nhưng mà Galaxy Note 20 thì sẽ có một cái mặt lưng nhựa nhám, nhìn vào nó sẽ đẹp hơn. Và cái kiểu nhựa nhám ở trên Galaxy Note 20 thì cái cảm giác cầm nắm nó sẽ tốt hơn. Màn hình thì Note 20 chỉ là lớn hơn và kích thước thôi. Hiệu năng Note 20 tốt hơn. Camera thì với cái trường hợp này thì mình nghĩ là phải có ở trên tay thì chúng ta mới có được đánh giá được, nhưng mình nghĩ là chắc là 19-10. Về thời lượng sử dụng pin thì Note 20 sẽ nhỉnh hơn đấy. À, và thêm nữa là những dòng Note mới năm nay là các cái thao tác ở trên cây bút nó sẽ khác một tí nhá. Rồi còn gì nữa không nhỉ? Cũng chỉ như thế thôi. Đấy. Như vậy là với mức giá chênh lệch khoảng 6.5 triệu như thế thì các bạn có cố được lên hay không, thì mình sẽ phải phân tích như thế này mới là đúng này. Chính ra ấy là với cái tầm giá khoảng 20 triệu, hơn 20 triệu của cái con Note 20 kia kìa, thì chúng ta phải so sánh nó sang với cả Note 10 Plus thì nó mới đúng hơn. Thì Note 20 mà so sánh sang với cả Note 10 Plus thì mình thấy là thiết kế khéo hy là mình lại lựa chọn thiết kế của Note 10 Plus đấy.
Bởi vì Note 10 Plus là nó có thiết kế mặt lưng bằng kính và mình thích cái màu sắc mặt lưng Aura của Note 10 Plus hơn. Màn hình Note 10 Plus cũng sẽ ngon hơn với màn hình là 2K thay vì Full HD cộng, được chưa ạ? Hiệu năng thì Note 20 sẽ hơn. Về camera thì phải cầm ở trên tay thì mới biết được, nhưng mà mình nghĩ là cũng là 19-10 thôi. Nhưng mà pin thì hai sản này có viên pin xem như nhau đấy. Nhưng mà nếu mà mình là một người mà thích về cái thiết kế là mặt lưng ở phía sau là mặt lưng kính và thích một cái màn hình 2K và một mức giá rẻ hơn nhé, rẻ hơn khoảng vài triệu, thì mình sẽ lựa chọn Galaxy Note 10 Plus. Còn nếu mà mình thích có một cái hiệu năng nó nhỉnh hơn một chút thì mình sẽ lựa chọn Galaxy Note 20. Nhưng mà ở cái trường hợp này thì mình lại nghiêng nhiều hơn về Galaxy Note 10 Plus nhiều hơn. Đấy. Còn Note 20 Ultra thì nó lại ở một cái vị thế khác nhá. Có một cái sản phẩm nữa mình nghĩ là nó sẽ chen giữa vào trong cái cuộc so sánh ngày hôm nay. Đấy chính là Galaxy S20 Ultra. Vì S20 Ultra bây giờ mình tham khảo tại website của Cellnet thì họ đang để với mức giá là 19.700.000 đồng. Tất nhiên đây là mức giá sale off số lượng có hạn thôi. Thì là cái mức giá này là nó nằm giữa cái Note 10 Plus và Note 20 đấy. Mà chính ra là S20 Ultra là mình thấy là có nhiều điểm nhỉnh hơn là Note 20 đấy. S20 Ultra là nhỉnh hơn Note 20 và nhỉnh hơn cả Note 10 cộng nữa. Đấy, nên là đây sẽ là cái sở trend vào giữa như thế. Nói chung là năm nay cái phân khúc điện thoại flagship của Samsung họ trải dài trên rất nhiều các cái mức giá khác nhau, nếu các bạn để ý nhá. Đấy, mức giá rẻ nhất chúng ta sẽ có là tầm khoảng Note 10 này. Đấy, xong rồi cao lên hẳn chúng ta sẽ có Note 10 Plus, nhưng bắt đầu từ Note 10 Plus trở đi này, Note 10 Plus xong đến S20 Ultra, xong rồi đến Note 20, xong rồi đến Note 20 Ultra, xong đến Note 20 Ultra 5G. Tất cả những sản phẩm đó mình thấy là giá nó rất là sát nhau. Đấy, và cơ bản là các bạn sẽ có cái tầm tiền nào thì các bạn sẽ mua sản phẩm đó. Nhưng nếu các bạn yêu thích dòng Note, thực sự rất yêu thích dòng Note, đấy, nhưng mà chúng ta không thể cố lên được, lên đến Note 20 Ultra với cả Note 20, thì rõ ràng lựa chọn Galaxy Note 10 và Note 10 Plus vẫn là một cái sự lựa chọn tiết kiệm. Bởi vì mình thấy là bộ đôi này vẫn đang thể hiện khá tốt, đặc biệt là tốt ở đây là tốt ở trong cái tầm giá mà nó có. Còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao? Các bạn sẽ lựa chọn dòng Note mới năm nay hay là các bạn sẽ mua dòng Note cũ cho tiết kiệm tiền hơn? Hãy để lại comment cho mình biết. Tất cả những thông tin về những chiếc điện thoại trên các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website của Cellnet hoặc kích trực tiếp vào đường link mà mình đã để ngay phía dưới phần mô tả của video. Và nếu mà các bạn muốn biết được giá tốt nhất thì các bạn có thể cầm điện thoại lên, các bạn gọi điện trực tiếp đến cửa hàng nói là giá sau khi đã trừ đi hết quà sẽ là bao nhiêu. Đó thì lúc đó nhân viên tư vấn họ sẽ nói kỹ hơn cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.